Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pin News. Những ngày vừa qua thì cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin thánh chửi Dương Minh Tuyền bị hai người đi xe máy nổ súng bắn vào ô tô. Những đối tượng liên quan đã bị công an đưa về điều tra. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 7 tháng 1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đang tạm giữ Hồ Văn Ca, trú tại huyện Ba Đình, thành phố Hà Nội vì liên quan đến vụ nổ súng vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền, biệt danh là Thánh Chửi, ngụ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào tối ngày 4 tháng 1. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đang tích cực khẩn trương truy bắt đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc này. Trước đó vào ngày 4 tháng 1, Dương Minh Tuyền cùng một số người về Hải Dương ăn cỗ tân gia. Khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm đi hát karaoke tại quán Tuấn Anh. Khi vừa vào quán thì có hai nam thanh niên đi xe máy tới bắn 3-4 phát vào xe của anh, sau đó bỏ đi. Nhiều khu vực quán karaoke có nhiều camera an ninh, bên cạnh đó, đường đèn vẫn sáng nên nhìn rất rõ hai người đã nổ súng. Điều này đã giúp ích không nhỏ đối với lực lượng chức năng. Dương Minh Tuyền được biết đến là một trong những giang hồ mạng khá là nổi tiếng với biệt danh là Thánh Chửi bởi thường xuyên làm clip chửi, thách thức nhau, sau đó tung lên mạng xã hội. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ súng ầm ĩ này. Bên cạnh đó, thanh niên này cũng thường xuyên xuất hiện trên các bức ảnh vô cùng ngổ ngáo cùng các loại vũ khí như là đao, kiếm, xăm trổ khắp người nhưng mà đôi khi khá hài hước và vui tính. Ý kiến của các bạn như thế nào về hành động này? Hãy để lại comment cho kênh của chúng mình nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Pin News các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!